Rồi, xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định làm clip hướng dẫn cho các bạn ôn level từ thấp đến cao trong quá trình nuôi và huấn luyện kỳ đà. Là nó huấn luyện thì hơi gây kinh khủng, nhưng mà chỉ là trên kinh để cho nó là có sức khỏe ổn định và thể chất các thứ ok. Và quan trọng nhất nữa là nó ngoan ngoãn và nghe lời mình, và cũng không hẳn ngoan ngoãn lời lời. Nói thế là thành chó mèo mẹ mất rồi. Bước đầu tiên khi mà các bạn mới nhận con kỳ đà về thì mình sẽ nói từ level thấp nhất nhé. Có nghĩa là con kỳ đà lúc ấy cực kỳ nhát người, cực kỳ sợ hãi mình. Thì đầu tiên là các bạn nên cho nó vào một cái chuồng của nó. Các bạn nên setup chuồng kỹ càng, cẩn thận một chút. Thì kỳ đà nó rất là khỏe và nó rất có nghĩa là khả năng chú giúp nó rất là tốt. Cho nên là đầu tiên là nên làm một cái chuồng gọi là chắc chắn một chút. Và theo như mình ấy, và nghiên cơ là kinh nghiệm và cũng được vài năm nuôi kỳ đà, từ cái thời mình nuôi con Helios là con kỳ đà Vân ấy, thì các bạn nên đầu tiên này, và các bạn nên làm một cái chuồng thật là chuẩn. Như mình đã nói ở trong các clip trước về chuồng kỳ đà, thì đầu tiên các bạn nên lót đất dày một chút, hoặc là lót gỗ thông, bỏ gỗ thông. Chuồng nên lót dày để trong cho bọn nó có thể đào bới, vì hầu hết tất cả các con kỳ đà phổ biến ở Việt Nam ấy, như là kỳ đà Vân này, kỳ đà Hoa này, Agus của mình này, Black Throat này, Nai này, và một vài con khác nữa mình cũng không nhớ ra để mà kể tên. Thì hầu hết bọn nó đều thích đào bới chú giúp cả. Đấy là cái tập tính của kỳ đà rồi, trừ những con kỳ đà cây thôi. Cho nên các bạn nên lót dày một chút. Mình không khuyến khích các bạn lót những cái như kiểu thảm, những các thứ. Cái đấy thì có thể sau này kỳ đà to lớn thì các bạn có thể lót cái đấy, mình thấy không bị vấn đề gì cả. Nhưng mà khi nó bé thì các bạn nên làm cái chuồng chuẩn cho nó. Khi to rồi các bạn không có điều kiện để làm cái chuồng chuẩn các thứ thì có thể lót tạm bợ một chút được. Nhưng mà khi bé, mà nhất là những cái lúc mà nó vừa mới về và nó rất dễ stress, thì các bạn nên là như vậy. Và một điều nữa là cái lót đất dày đấy để chúng có thể đào hang, nên các bạn nên chuẩn bị thêm một cái hang nữa nếu mà con kỳ đà nó bé. Và một điều quan trọng nữa là khúc lũa. Có vẻ như là một số bạn có không hiểu được cái tầm quan trọng của khúc lũa khi mà nuôi thằn lằn to. Nói chung như kiểu là igu này, kỳ đà này, khúc lũa là một cái gọi là người bạn không thể thiếu đối với cả những con thằn lằn đấy. Như các bạn có thể biết là con gì cũng sẽ có bạn chơi cùng, và gọi là điểm nằm ngủ và gọi là nhà và chỗ ưa thích của chúng. Thì đối với những con thằn lằn đấy như kiểu kỳ đà, igu các thứ thì bọn nó cực kỳ thích nằm lên khúc lũa và để sưởi, và bọn chúng cảm thấy rất là thoải mái, gọi là comfortable trên cái khúc lũa đấy. Đấy gọi là ghế ngồi ấy, kiểu như là giường ngủ, ghế ngồi ấy. Không phải giường ngủ, nó thế nào là như giờ nhỉ, nơi làm việc ưa thích đấy. Bởi vì là khi mà chúng nằm lên trên khúc lũa để sưởi, chúng cảm thấy rất là thoải mái và sẽ giảm được cái vấn đề stress đi. Còn một cái thứ nữa không thể thiếu trong chuồng kỳ đà, đó chính là một cái chậu nước cực kỳ to. Bất kể con kỳ đà, từ kỳ đà Vân này, kỳ đà Hoa này, rồi các thể loại, nó đều thích ngâm mình trong nước. Các loại kỳ đà luôn, không chỉ mỗi kỳ đà Vân Hoa là kỳ đà nước, mà tất cả các kỳ đà khác đều thích ngâm mình trong nước để chúng có thể uống nước này, rồi và có để chúng có thể giải nhiệt sau khi mà đã sưởi xong. Đó. À, mà còn một cái quan trọng, có một cái gọi là công dụng đặc biệt của cái lũa, đó chính là các bạn có thể gọi là nâng cao cái điểm sưởi lên, thì nó sẽ sát cái đèn hơn và nó sẽ đủ nhiệt để chúng có thể sưởi. Thế là một số loài kỳ đà có thể thích ở trên khúc lũa này, một vài con có thể thích ở trên cục đá này, các bạn có thể cho vào cho phù hợp. Đó, khi mà con kỳ đà có chậu nước trong đấy thì bọn chúng sẽ hầu hết sẽ đi vệ sinh vào trong chậu nước luôn. Cho nên các bạn sau khi kỳ đà đi vệ sinh các thứ thì các bạn có thể vài ngày đổ nước đi và thay nước mới một lần, thì dọn rửa rất là dễ, rất là đơn giản. Chứ nhiều bạn cứ kêu là kỳ đà hôi các thứ thì do các bạn có thể là chậu nước bé quá, chúng có thể không mình cho mình trong đấy được, thì vẫn không để đi vệ sinh ở đấy được, thì dọn rửa rất là khó. Bởi vì là kỳ đà là giống ăn thịt mà, nó ăn đủ thể loại, cho nên là khi nó đi vệ sinh ra thì rất là hôi. Cho nên là khi nó đi vệ sinh ở trong nước thì các bạn có thể dọn rửa vệ sinh rất là dễ và nó sẽ đỡ hôi hơn là bình thường. Đó, đấy là những cái quan trọng bước đầu tiên khi mà các bạn nuôi băng kỳ đà về. Rồi bước tiếp theo ấy là các bạn nên bước tiếp theo là vấn đề thuần kỳ đà ấy, các bạn không được cố gắng bắt nó ra chơi hoặc là cố gắng vuốt ve chúng khi nó còn bé. Bởi vì là con kỳ đà, tất cả những con gì cũng thế thôi, kỳ đà thì những cái thứ khi mà nó bé thì nó
nhìn thấy mình khổng lồ các thứ, nó rất là sợ. Theo bản năng là nó nghĩ mình là người, mình là thú ăn thịt to hơn hẳn nó, nên nó rất là sợ. Các bạn đừng cố gắng mà là như thế, nó sẽ kiểu là bị điên nó mẹ luôn ấy. Nên là các bạn nên thuận kỳ đà theo kiểu là làm cho nó tin tưởng mình. Cái mối quan hệ giữa keeper và con kỳ đà nó dựa trên cái sự tin tưởng lẫn nhau. Mà cái sự tin tưởng đấy là các bạn làm như thế nào. Các bạn có thể gây dựng sự tin tưởng đối với loài kỳ đà bằng cách là các bạn có thể cho nó ăn feeding ấy. Thì đối với con kỳ đà là kỳ đà bé, các bạn không được cho ăn thịt lợn, thịt gà, kiểu không bao giờ nên cho ăn như thế. Thì cắt nhỏ vừa mềm không bao giờ nên cho ăn. Đối với con kỳ đà bé ấy, các bạn chỉ được cho ăn cái gì nhỉ? Ui, thì cả tay mình như là bóng mờ này, xịn vãi. Các bạn nên cho ăn côn trùng là những con như kiểu sâu này, dế này, rán nubia này, lớn hơn một chút có thể cho ăn bọ cạp này, rết này. Thì bọn đấy không sợ độc biết của bọn đấy đâu, vì mình cho ăn rất là nhiều rồi. Ở đây là chuyện rất là bình thường trong tự nhiên. Và theo như mình ý, thì các bạn nên gọi là cho bọn nó ăn đa dạng mồi một chút, để bọn chúng có thể biết cách săn mồi thì nó sẽ khỏe hơn. Và nên những con mồi nào khỏe mạnh một chút, để chúng có thể quăng quật và gọi là tập thể dục trong lúc săn mồi luôn. Đấy cực kỳ tốt cho sức khỏe con kỳ đà nha các bạn. Khi bé các bạn không nên cho ăn những cái thức ăn nhiều đạm quá, như kiểu thịt này thịt kia, thì nó rất là nhiều đạm và nó không bổ béo gì cho kỳ đà cả. Thừa chất này thừa chất kia, và thừa chất quá sẽ gây nên những cái bệnh liên quan đến đấy. Các bạn có thể để ý thấy là ngày xưa cực kỳ nhiều người nuôi savan, nhưng mà rất ít con to, và những con to đều bị béo phì cả. Các bạn nhìn thấy những con kỳ đà mà bị béo phì, kiểu béo quá bụng tròn xoe ấy, những savan trục bụng tròn xoe ấy, các bạn nhìn rất là thích, nhưng mà cái đấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng. Có thể là sẽ bị liệt hai chân sau. Thì mình nhìn 10 con kỳ đà size to mà bụng to như thế, phải 9 con rưỡi là nó bị liệt chân sau. Cái phần rưỡi đấy là mình nói đến là sẽ có một con mà lúc mà mình nhìn thấy là nó đang chuẩn bị liệt rồi, thì đấy là cái rưỡi ấy. Đấy, khi mà các bạn cho ăn ấy là level 1 này về kỳ đà nhá. Khi các bạn cho ăn này, đầu tiên các bạn nên mua một cái gắt, cái kẹp ấy, cái kẹp banh y tế ấy, càng dài càng tốt. Thì các bạn kẹp mà để đút cho kỳ đà ăn. Nếu mà con kỳ đà đấy nó ăn luôn thì đấy là bỏ qua level 1 nha, đây là lên level 2 rồi. Nếu mà con kỳ đà chưa ăn luôn mà nó vẫn còn sợ mình khi mà mình đút cho nó ấy, thì các bạn nên thả con dế vào đấy, thả con rán vào đấy, thả con sâu vào đấy để bọn chúng tự săn mồi. Nếu mà nó chịu ăn khi mà mình cầm kẹp đút cho nó ấy, thì đấy là đang ở level 1. Còn nếu mà con kỳ đà nó mà sợ quá, nó hoảng quá và nó không dám ăn khi mà có sự xuất hiện của mình, thì các bạn nên từ từ nha. Nuôi kỳ đà phải tập tính kiên nhẫn rất là nhiều, chứ không như là những con khác. Khi mà nó không ăn khi có sự có mặt của mình thì các bạn nên đầu tiên là để cho nó bớt sợ chết, là nên chuẩn bị cái chuồng như thế là mình đã nói rồi. Và khi nó không ăn luôn thì các bạn có thể vứt mồi vào đấy để cho nó ăn, rồi lần sau các bạn sẽ cho nó nhịn đói khoảng tầm vài ngày như thế đi, để cho nó đói hẳn, thật sự đói đi. Sau đó là các bạn sẽ cố gắng thử vứt mồi vào đấy khi mà các bạn vẫn đang ngồi đấy nhìn vào nó ăn. Nếu mà nó chưa ăn luôn thì các bạn cố gắng lại vài ngày sau, cố gắng cho nó nhịn nữa để cho nó cực kỳ đói, rồi các bạn lại cho nó ăn khi mà nó xuất hiện. Các bạn rồi nó sẽ quen với sự xuất hiện của bạn rồi, nó sẽ ăn thôi. Và đấy là qua cái level 1 nha. Đấy, sau khi các bạn có thể gắp và đút cho nó ăn được rồi thì các bạn nên tập cho bọn chúng ăn theo kiểu như là các bạn gắp mồi ấy, các bạn cho nó chạy vòng quanh chuồng hoặc là chạy ra ngoài để tập luyện thể lực. Nó chạy rất là nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của chúng, chứ không đừng có nhồi nhét quá. Cái phần đút cho nó ăn chỉ là trong cái bước đầu để các bạn có thể phần con kỳ đà thôi, chứ đó không phải là cách để áp dụng các bạn khi các bạn cho nó ăn. Các bạn sau khi các bạn có thể cho nó ăn bằng cách đút mồi rồi ấy, thì các bạn nên dí cho nó chạy này, cho nó chạy lên tay của mình này. Nó mà ăn được ở trên tay của mình ấy là nó thực sự tin tưởng mình rồi. Thì đó các bạn đến cái bước đấy là các bạn có thể gọi là thành công trong cái việc thần kiếm kỳ đà đấy rồi. Có nghĩa là nó đã thực sự tin tưởng mình thì nó mới có thể ăn ở trên tay của mình. Và cho nó bò lên cánh tay này, nó ăn mồi trên tay mình, đấy là rất là thành công rồi. Sau khi kỳ đà lớn hơn một chút thì các bạn có thể cho nó ăn những cái thức ăn thay đổi bổ sung theo như kiểu là chuột này, gà con này, chim này, ếch nhái này, ếch. Nói chung là các bạn nên cho đa dạng mồi theo như mình nói trước ấy, thì nó sẽ cho con kỳ đà của các bạn nó không bị ngu quá mà nó rất là ham săn mồi. Và các bạn cũng đã biết đấy, nếu mà các bạn đã nuôi kỳ đà thì cái là sự hứng thú nhất và thích thú nhất khi nuôi kỳ đà đó chính là cho nó ăn. Nhìn cái cảnh nó săn mồi cực kỳ thích luôn, quăng quật con mồi rất là dã man. Nhưng mà cái đấy là một cái thú vui cơ bản nhất khi các bạn nuôi kỳ đà. Nó để mà con kỳ đà khỏe mạnh thì các bạn nên làm như vậy. Và thỉnh thoảng bổ sung thêm cả trứng cút nữa. Trứng cút thì các bạn có thể như thế nào nhỉ? Nếu con kỳ đà các bạn chưa biết là trứng cút ấy, cho quả trứng cút mà nó không ăn ấy, thì các bạn có thể đập vỡ một tí vỏ trứng cút này, xé cái vỏ đấy ra và cho nó đánh hơi được cái
bên trong cái cút đấy, cái đấy rất là ngọt thơm ngon, và con kỳ đà không con kỳ đà nào mà chê cả. Kỳ đà là một loài ăn trứng, ăn trộm trứng rất là nhiều. Các bạn có thể xem rất là nhiều phim nó nói đến cái việc con kỳ đà chuyên đi ăn trộm trứng chim các thứ, trộm trứng của tất cả các thể loại con khác, kể cả trứng cá sấu các kiểu, ăn trộm trứng rất là nhiều. Kiểu kỳ đà rất là thích ăn trứng, các bạn nên bổ sung thêm cả trứng nữa nha. Trứng cút lộn thì chúng ta không cần cho nó ăn trứng thường thôi, và tốt nhất là không bao giờ được luộc đồ ăn lên cho nó nha. Thì khi mà luộc lên thì các thức ăn này nó sẽ chuyển hóa thành các cái chất khác rồi, nó sẽ không còn cái chất bổ ở trong cái thức ăn sơ tươi sống để cho con kỳ đà khỏe mạnh nữa. Đó là những cái level cơ bản nhất để các bạn có thể cuộc thuần con kỳ đà. Khi mà các bạn nuôi con kỳ đà nó to lên rồi, thì nuôi con kỳ đà rất là khá là nhanh lớn. Trong một năm đầu thì nó sẽ lên size rất là nhanh, trong khoảng tầm vài năm tiếp theo nó lên max size khá là lâu, cho các bạn nên cần cái sự kiên trì một chút. Khi mà lớn lên rồi, các bạn có thể dắt nó đi chơi như đúng rồi luôn, và cầm lên đưa đi chơi với cả bạn bè, đi cà phê, đi dạo phố các kiểu thoải mái. Vì con kỳ đà khi nó đã lớn rồi nó rất là đầm tính và nó không sợ cái mẹ này cả. Các bạn không việc gì phải lo lắng là chúng hoảng hoặc nó chạy đi. Kỳ đà lớn nó đầm lắm, nó kiểu nó thành bố đời, nó đéo sợ cái mẹ gì cả, nên là các bạn không phải lo lắng về cái vấn đề đấy. Đó, và bây giờ khi con kỳ đà bé đấy, các bạn nên để trong một cái chuồng khoảng tầm rộng một chút, khoảng tầm 1m 2 gì đấy, thì đủ chỗ để các bạn có thể set up các kiểu đất này, rồi lúa, rồi trọng nước để cho chúng nó nằm. Lớn lên các bạn nên up size chuồng là rộng rãi thoáng mát để chúng có thể săn mồi thoải mái trong đấy và đào bới các thứ. Chứ tốt nhất đừng có bao giờ nuôi con kỳ đà to khoảng tầm 1m mấy gì đấy vào trong một cái chuồng bé tí khoảng tầm 1m2, thì cái đấy theo như mình là rất dễ gây cho con kỳ đà bệnh béo phì. Rất nhiều kỳ đà bị bệnh béo phì luôn rồi, mình đã nói ở đoạn trước cho các bạn xem rồi đấy. Cho nên là mình đã vừa nói cho các bạn về số công đoạn thuần kỳ đà, thì các bạn đang ở bước mấy của con kỳ đà, các bạn có thể comment cho mình biết. Và các bạn có cái tip nào, cái trick nào để thuần kỳ đà, có thể comment xuống bên dưới để chia sẻ cho mọi người cùng thảo luận nha. Còn đấy là những cái bước mà mình đã đặt ra khi mà tìm hiểu về loài kỳ đà rất là nhiều. Như đợt trước mình cũng có nuôi về một con kỳ đà vân ấy. Nếu như các bạn theo dõi Facebook của mình từ đợt trước thì các bạn có thể biết là mình có con kỳ đà vân là cực kỳ háu ăn luôn, còn vì động ăn, và mình đã huấn luyện theo kiểu giống như đợt trước mình có xem một cái clip. Con kỳ đà nó có khả năng học hỏi rất là cao. Khi mà các bạn cho một con nhái hoặc là cho con chuột vào trong một cái chai ấy, cổ chai vừa đủ con kỳ đà chui vào ấy, lúc đầu kỳ đà là không biết cách nào để mà nó có thể ăn được con chuột và con nhái đấy ở trong cái chai đấy. Nhưng mà sau khi nó đã ăn được lần đầu tiên và lần thứ hai các bạn cho con kỳ đà đấy vào cái chai đấy tiếp, thì nó cũng biết đường mà nó có thể mò ra con chuột ở trong cái miệng chai đấy là nó ăn. Cho bọn kỳ đà đấy học hỏi rất là cao, các bạn nên huấn luyện cho chúng bằng nhiều cách khác nhau để chúng có thể nhanh nhẹn và thông minh hơn, chứ đừng có cứ đút ăn liên tục như thế, bọn chúng rất là ngu, rất là bị đụt luôn á. Kiểu như là chả ai muốn có một đứa con nào mà ngu si đần độ cả, đúng không? Cho nên các bạn nên huấn luyện kỳ đà một cách bài bản và cho chúng cái điều kiện phát triển tốt nhất, chứ đừng có nuôi theo kiểu như là cho có cho ăn kiểu linh ta linh tinh, cái đấy không tốt cho kỳ đà chúng ta cả. Ok rồi, chúc các bạn có được một con kỳ đà khỏe mạnh và đẹp đẽ nha. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong những clip sau. Tạm biệt.